Về mối tương quan giữa
sáu phẩy năm sáu cộng trừ sáu tám phẩy bảy năm phần trăm số lý thuyết, và dung tích toàn phổi là 130.3 cộng 24.34 phần trăm số lý thuyết. Cả hai chỉ số đều tăng cao, mức độ tăng của thể tích khí cạn cao nhiều hơn nhiều so với ung thư toàn phổi, và có 92.24 phần trăm bệnh nhân có căn bệnh phổi mức độ nhẹ, và giá trị trung bình của cản nhịp thở 9.06 cộng 3 với 3.96 cm trên lít trên giây, có 61.77% bệnh nhân có tăng sức đạt cản đường thở mức độ nặng, và giá trị trung bình của sự quyết định khả năng cũng sự qua bằng khả năng mạch là 63.26 cộng trừ 20.73% cho lít trước. Và thể tích thở ra từ ai trong đầu tiên của đối tượng bệnh nhân với tiền sức cản đường thở, phân áp CO2 máu động mạch và có tương quan thuận với phân áp oxy, và sự huyết áp khi qua màng phế não mạch